Xin chào các bác nhé. Hôm nay sản phẩm Smart Home giới thiệu với các bác về cái bộ rót rượu tự động. Các bác có thể chế vào cái mạch rửa tay cũng được, hoặc là sử dụng ở ứng dụng rót rượu nhé. Thì đây là module cảm biến hồng ngoại này. Đấy, module này thì mình có thể chỉnh cái tỷ lệ ở đây, khoảng cách thu phát được chỉnh bằng biến trở, thay đổi thời gian nhanh chậm. Thì mạch này đang chạy với điện áp là 5V. Mình đang dùng máy bơm 5V. Đấy. Với các trường hợp mà các bác mua cái mạch không á, chạy được 5 đến 12V ấy, thì mình sẽ bỏ cái con trở không ôm ở đây đi. Ở đây mình đang hàn cái con trở không ôm này. Đấy, để câu thông 5V, tức là mạch này chỉ sử dụng 5V thôi. Còn đối với những cái mạch nào mà không có cái con trở không ôm này thì mình có thể chạy được điện áp từ 5 đến 12V nhé. Hiện tại mạch này mình đang thích chạy 5V này, sử dụng hồng ngoại này, máy bơm 5V này. Phiên bản này thì có thể sử dụng được với hai loại máy bơm. Một là sử dụng loại máy bơm 5V như mình đang để ở đây. Đấy, kích thước nó nhỏ. Còn thứ hai này thì có thể sử dụng được với máy bơm chìm. Đây là máy bơm chìm, thì mình sẽ để như thế này. Và đây ống hút lên. Thay máy bơm này, máy bơm này. Thì hai máy bơm này đều sử dụng điện áp từ 3.7 đến 6V, thì mình nên chạy là 5V. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn về cái máy bơm này với điện áp 5V. Và bây giờ mình cắm nguồn 5V này. Khi cắm nguồn 5V thì còi sẽ kêu 2 tiếng. Đây là cảm biến hồng ngoại này. Thời gian mình đang chỉnh là min nhất này, nên gần như là máy bơm nó không quay. Đấy. Và bây giờ tăng lên một chút này. Tăng thì xuôi kim đồng hồ. Đấy. Ra cũng khá là nhiều nước. Đấy. Giảm đi một ít này. Đấy. Gần như không chạy luôn. Tăng lên một chút. Đấy, ok. Mạch này thì sử dụng IC công suất nên là mình không dùng delay, nên là khi mà đóng nắp thì nó không có tiếng động. Ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn 5V và test với cái máy bơm mini 5V. Ở đây mình đang bỏ cái máy bơm mini 5V ở trong cống nước luôn rồi. Máy bơm này là máy bơm chìm nên nó chống nước. Cứ đến là mình cho một đoạn video ra ngoài. Đầu tiên cấp nguồn thì vẫn biến trở giữa ngược kim đồng hồ kịch này. Cấp nguồn này. Còi tiêu 2 tiếng. Đây là một module hồng ngoại này. Ok, giờ tăng cái này lên một chút này. Đấy. Tăng lên trở lên một chút này. Tăng lên trở lên một chút này. Máy bơm rất là khỏe.